Anna! J'essaye. Yeah, guys, I should change up my runes and build, right? Vielleicht ein Date. Oh, die hast du nicht für dich gesehen. Das ist sehr cute. Ist der Schaden? What the fuck? That's bullshit, dude. Okay, never mind. That's bullshit. Don't fist me, puppy!
Holy shit, dude! I'm so faker, dude. Nah, dude, everyone shut the fuck up, dude. Everyone shut the fuck up. ¡Ay, no! ¿Dónde juego? ¿Qué? No. Tiếp nối video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Bạn thân tình thương mến thương của Sharp gia nhập Sunning, fan bông đùa. Lily cẩn thận kẻo mất tòi ông người yêu. Vừa qua, Sunning đã bất ngờ đưa ra thông báo về việc chiêu mộ fan cựu tuyển thủ của A-Star gia nhập đội với vai trò trợ lý huấn luyện viên. Đáng nói, fan không phải cái tên xa lạ gì đối với những người hâm mộ Sharp, vì anh chính là một trong những người bạn thân nhất của Duy Cầu Giấy tại LBL. Dù chỉ thi đấu cùng nhau trong vòng một mùa giải LBL mùa hè 2019, nhưng Fan và Sharp lại là đôi bạn cực kỳ thân thiết, gần như đi đâu cũng có nhau dưới thời cùng chung màu áo LNG Esports. Thậm chí, fan Trung Quốc còn từng chế ra những meme đặc biệt khi chứng kiến sự khăng khít của bộ đôi đi rừng đường giữa này và gửi lời cảnh báo: "Cẩn thận, Sharp sắp bị người ta cướp mất rồi." Tới hai nhân vật khác là Lily và Blanry. Bạn gái Sharp thậm chí còn nhiều lần than thở rằng anh chàng fan này chiều chuộng bé mập còn hơn cả mình, khi cựu tuyển thủ LNG thường xuyên tranh trả tiền ăn và mời trà sữa. Thế nên nhân dịp fan tái ngộ Sharp tại Sunning, nhiều người hâm mộ cũng được dịp khơi lại chuyện cũ, dọa bạn gái Sharp rằng cẩn thận mất người yêu như chơi. Có một điều khá thú vị là trước khi chuyển sang LNG Esports vào tháng 3 năm 2019, fan từng khoác áo chính Sunning trong vòng 1 năm rưỡi, từ nửa cuối 2017 đến hết 2018. Dĩ nhiên, ở giai đoạn này, Sunning vẫn còn là cái tên chưa quá nổi bật và chỉ đến khi chuyển tới LNG và thi đấu cùng Sharp, tài năng của tuyển thủ này mới bắt đầu được nhiều người biết đến và anh cũng nhận được những lời mời gọi từ một số đội tuyển LBL. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.